Ok. Rồi, cô cần một bạn nói lại cho cô hoàn chỉnh cái bài này về công thức nấu ăn của cái món này nhá. Xem lại một lần nữa nha. Rất là dễ thôi, chỉ có vài bước nhoi thôi. Xong. Ok, bạn nào tự tin có thể nói cho cô cách làm món ăn này. Đầu tiên chúng ta kể cho cô có nguyên liệu gì, sau đấy từng bước ra sao, cuối cùng chúng ta sẽ ăn nó với những nước chấm hay là đồ uống nào. Ok, cô sẵn sàng ở đây, cô sẵn sàng, bụng cô đang rất là sôi rồi. Ok. Bạn Đức A nhá, giơ tay có vẻ rất là cao. First, we prepare. We prepare corn, yes. Flour, corn flour. Then we put the corn and the flour in it to a bowl, yes. And then we do what? Ô, Đức An ơi, con bị đau hết rồi. Thế đến rồi bạn Đức An bị đứng hình rồi. Ok, thế rồi, ok thế rồi. Được rồi, con cứ mở mic đi, con cứ mở mic của mình đi. Bạn hôm nay hơi ấy nhờ, hơi bị có vấn đề một chút nhỉ. Cô ơi, có chơi chơi có. Đi học chỉ có thích chơi thôi. Ok, thế thì bạn là Lina đâu rồi? Ok. An ơi, con còn nói nữa không? Cô thấy con cứ hay bị tắt tiếng ấy. Ui nhà cô. Rồi, ok. Thế thì cô cảm ơn Đức An. Bạn Lina có thể nói tiếp cho cô những bước tiếp theo mà bạn Đức An đang nói được không? Lina. Cô đọc đúng tên con không? Hello. Cô vừa thấy con mà. Đâu rồi? Không muốn trả lời cô. Ok, để bạn Tú Phương vậy. Hoàng Tú Phương. Lúc nãy bạn Đức An đang nói đến bước là we put the ingredient into a bowl and then mix them up, right? So what is the next step? Phương con mới vào hả? Ok, cảm ơn. Yeah, right. Thế con có nói được không? Không hả? Không sao. Có thể lát nữa con hỏi con. Ok, it's okay. Ok, it's okay. Ok, bạn Lê Thùy Bảo Ngọc của cô xem nào. Ok. So, what is the next step after we mix all of the ingredients together? What do you do? Okay. What is the next step? Yes. Yes. What is the next step after we have mixed all the ingredients together? No. Okay. Okay. Thì cô sẽ giúp các bạn nhá. Okay. Next step, we roll the mixture into small balls, and then we put on a tray. And then what? And then what? Lê Ngọc Ánh ngộ xem này. And then we're going to fry it. Okay, we are going to fry it in a lot of oil. Okay, so we have to wait for the oil to heat up to get a little bit hot. Okay, and then we put the balls into the oil. Okay, and then what? And then we put it outside in yes. In a basket. Yes, in a basket, and we dip. Yes, we dip with some mayonnaise. With some mayonnaise, and we may drink it with soft drink or beer. Ok, ok. Được rồi, cảm ơn con. Hôm nay chúng ta sẽ học về món ăn. Thực ra cũng ít thứ để mình nói. Nhưng mà đây, cho cô đi. Ok, có bạn nào có thể... Rồi, chúng ta có một vài từ ở đây. Đây thì không phải là cái món cornballs lúc nãy, mà đây vẫn là món pancakes. Bạn nào giúp cô điền 5 từ vào chỗ trống để mình có thể hoàn thành được cái gì nhỉ? Công thức làm món pancakes nha. Ok. Rồi. Đức Minh lớp 7. Con đâu rồi? Chờ cô tìm con nào. Đức Minh đâu? Con để tên là gì nhỉ? Ở đây. Ok. Đức Minh. Đầu tiên con nói cho cô ingredients nha. Ingredients nha. Đây là bài hát cô mới được. Ingredients chỗ này. Số lượng là gì? Con sẽ đi vào đâu? 100 milk. No. Okay. How many eggs are there? 300. Có 3 trứng cơ mà. Trứng đã cơ mà. Two eggs. Okay. How much milk? Okay, we have. How much milk do we need? Milk is a liquid, đúng không? Milk là một chất lỏng. Đó bằng cái gì? 300 ml. Okay. 300 ml. Okay, and next one, flour. Chúng ta sẽ đo bằng là gram. 100 grams. 100 grams of flour. Okay, thank you, Đức Minh. Thank you. Okay, first step, how to make pancakes. First, we... Bạn nào giúp cô? Bước 1. Bạn là Bảo Khôi. Yes. Yeah. Số 1 con điền từ gì? Điền từ gì trong này? Put. Okay, put the eggs and milk together. Tranh lần lượt nha. Okay, put. Okay, we need mix because we have the word together. Mix something together. Okay, next one. Thank you Khôi. Next one, Lina. Okay, bây giờ con có thể nói được chưa? Okay, next step. Step 2. The next step. I think. Soft the egg and milk the flour. Serve là phục vụ á con, serve là mình ăn luôn á. Chuyện đã đến bữa ăn đâu, mình còn chưa nấu xong là sao mà chúng ta ăn được, đúng không nào? Ok. Mình có thấy từ chữ ở đây, có nghĩa là mình sẽ bỏ cái gì vào cái gì, đúng không? Mình sẽ dùng từ put, đúng không nhỉ? Put the eggs and milk to the flour. Hay là add nhỉ? Add something to something. Okay. Add the eggs and milk to the flour. Okay. The next step. Third step, what is it? Bạn nào nhớ? Lê Hoàng Hải Đăng. Cook some oil in a pan. Cook oil? Sao mình có thể nấu dầu được con? Đâu, từ nào ấy nhỉ? Ok. Mình có từ add này. Ok. Mình phải bỏ dầu vào chứ. Cho dầu vào chảo chứ. Mình sẽ dùng từ gì? Ok, cô thấy bạn Hải Đăng nói viết ở trong này đúng này nhưng mà nói lại sai. Ok, chúng ta sẽ dùng từ put. Put some oil. Cook? No, it's put. Put some oil in a pan. Ok, and cook the pancakes on both sides. Cái này chắc là nhầm rồi. Ô sửa nhé. Ôi trời ơi. Chỗ này sẽ phải là vớt nè. Sau đó mình sẽ nấu nó. Đúng không nào? Cook. Okay, and then lastly we serve it with lemon, sugar or chocolate sauce, fresh fruit or cream. Okay, okay. Pancakes. Tiếp theo chúng ta có bài này. Ok, ok. Ngon quá, ngon quá. Đây là một bạn, bạn ấy kể về bạn ấy kể về món ăn mà bạn hay nấu cho gia đình bạn ấy. Ok, bài này thì chúng ta sẽ không có cái từ nào để chọn hết. Còn các con hãy cố gắng điền một cái từ thích hợp vào đây. Nếu mà hợp lý thì hoàn toàn có thể dùng được mà, đúng không? Ok, bạn con trẻ dạy xuống. Ok. Bạn nào đấy, bạn nào đang nói đấy. Bạn nãy cũng gọi bạn nào Khánh Linh bị hụt đúng không? Cô bị mất mạng ấy. Bạn nào Khánh Linh thử làm cho cô bài này xem nào. Làm cả 6 được từ, 6 từ luôn thì tốt nhá. 6 từ luôn. Đọc lần lượt. Thế thì chúng ta cho, thế thì con làm đến cake nhá. Con làm đến cake thôi, chúng ta làm 2 từ đầu tiên. Đọc cho cô cái đoạn đấy đến cake xem nào. Đào Khánh Linh, con đang nói đúng không? Ivy cooking. I am cooking. Oh no, she is talking about her favorite thing to do. Tôi rất thích nấu ăn. I like cooking. Yes. I cooking every day for my family. I cooking every day. Every day mình có nhớ đây là dấu hiệu nhận biết ở thì gì không nhỉ? Thì hiện tại I cook every day. Con đọc tiếp đi. I'm making sweet things. My favorite thing to make is chocolate cake. Okay, it's chocolate cake. Thank you. Bạn nào giúp cô câu 3 và câu 4 nha. Bạn là Phan Nhật Đăng Minh giúp cô nào. Bạn nào mi nhiều quá. Rồi chào cô. Lát nữa còn có quiz cơ. Yên tâm. Ok, bạn Phan Nhật Đăng Minh giúp cô từ I cho đến together nha. Từ đây này, đây. Phan Nhật Đăng Minh, cô thấy con mở mic rồi, con đã nói chưa? Cô chưa nghe thấy con nói. Yeah. Ok, đọc cho cô từ I put nha. I put flour, oil, sugar and eggs in a bowl. Yes. And mix them together. Giỏi quá, đúng rồi. Rất tốt. Thank you. Rất là giỏi. Tôi sẽ cho bột này, dầu này, đường và trứng vào một cái bát, sau đó trộn chúng lên với nhau. Ok, giúp cô câu 5 đến câu 6 nhá. Bạn nào là Lê Khánh Sơn. Cô gặp con lần nào chứ nhỉ? Hay con là học sinh mới thế? Lê Khánh Sơn, hello. Con mở mic của mình nhé. Vâng ạ. Ok, hello Sơn, con là học sinh mới hả? Vâng ạ, con là học sinh mới học. Ok. Chào con, chào mừng con đến với buổi học. Ok, con có thể làm nốt giúp cô phần còn lại không? Câu 5 và câu 6 từ then cho đến hết nhé. Điền từ put. Con cứ đọc đi, con đọc đi. Then I put lots of chocolate. Từ put ở đây nếu mà con muốn dùng từ put ý, thì mình phải có cho cái gì vào cái gì đúng không? Chứ ở đây mình chỉ có là cho sô-cô-la vào thôi, Thế mình sẽ dùng từ thêm là từ thêm là gì nhỉ? Đúng rồi. Then I add lots of chocolate. Ok. Tiếp theo I put it in the oven for an hour and serve it with. Con sẽ serve nó với gì? Cái gì cũng được. Tất nhiên là cô có đáp án của cô, nhưng mà con muốn serve nó với cái gì? Con muốn ăn cái chocolate cake này với gì? Milk. Milk? Yeah. Yeah. Cũng được, không sao. Còn đáp án của cô là chocolate sauce. Không có đáp án nào chính xác à? Con có thể ăn với cream, có thể với milk, với tea cũng được mà, uống trà đúng không? Ok, thank you hôm nay chúng ta sẽ có một cái thì nó các con chắc cũng biết rồi, các con cũng sẽ biết rồi, nó là thì hiện tại tiếp diễn. Ok, bây giờ cô có cái này, các bạn chuẩn bị nhá. Cô sẽ nói lý thuyết qua một tẹo thôi, sau đấy sẽ có đến quiz nha. Ok, cô để cô làm thế nào. Có đường link không nhỉ? Hình như không có link ấy con ạ. Thì các con cố gắng là mình sẽ vào bằng cái link joinmyquiz.com, sau đấy mình đánh cái này vào nhé. Bởi vì cái này nó là lesson chứ không phải là quiz luôn. Dạ. Các con vào joinmyquiz.com này. Sau đó mình sẽ đánh cái code này vào. Ok. Rất tiếc là cái mục này nó lại không có link để cho các con vào luôn. Ok. joinmyquiz.com. Để cô thử copy vào trong chat cho các con. À đấy, các bạn vào đường đấy. Còn đã chơi quiz 10 phút. Ok. Để cô đánh cái đường link này vào cho con nào. joinmyquiz.com. Ok. Vậy bạn vào được rồi nè. Chúng ta sẽ xem lần lượt xem bạn nào vào được rồi nhá. Ok, thấy tên của mình ở đây có nghĩa là vào được rồi nhỉ. Sau đó con sẽ đánh code là 201020. Bạn nào đã từng học qua thì hiện tại tiếp diễn rồi thì nhắn cho cô vào trong chat box được không? Bạn nào đã từng học rồi? Có link chưa cô? Link là joinmyquiz.com. Sau đấy họ sẽ hỏi con là điền code. Sau đấy con sẽ điền 201020. Ok. Rồi. Có một vài bạn đã từng học thì này rồi đúng không? Bạn nào trong lúc chờ đợi nhé, bạn nào có thể nói giúp cô trong thì hiện tại tiếp diễn có hai thành phần nào là quan trọng nhất? Hai thành phần nào là quan trọng nhất? Tất nhiên là ngoài chủ ngữ rồi đúng không nào? Ok, bạn anh Dũng à? Okay. Trong thì hiện tại tiếp diễn thì hai thành phần nào là quan trọng nhất hả con? Vâng thưa cô, hai thành phần nào không thì hiện tại tiếp diễn quan trọng nhất là động từ to be và verb in ạ. Chuẩn luôn rồi con ơi. Thế con có thể nói cho cô và các bạn biết là khi nào mình dùng thì hiện tại tiếp diễn được không? Con thưa cô là khi mình dùng thì sẽ nghĩa là lúc ta đang làm một việc gì đó, như kiểu mình đang ăn thì là eating ạ. Mình đang làm một việc gì đó ngay tại thời điểm này đúng không? Thời điểm nói đúng không? Hạn như là cô bảo là cô đang dạy các con, I am teaching đúng không? Ok, cảm ơn con. Đúng rồi, thank you, rất là tốt ạ. Các con vào đấy chưa? 32 bạn. Có link chưa cô? Bạn nào vẫn hỏi link cô? Ok, cô gửi lại nhé. Vào trong chat nhé. Rồi myquiz.com, sau đấy nhập code 201020. 34 bạn vào được rồi. Ok. Bạn nào chưa từng học kỳ này thì có thể nhắn vào trong chat để cô biết được không? Bạn nào chưa biết kỳ này là gì? Chưa từng biết. Các con đâu rồi? Các con có đang đây không? Và là mất mạng nhá. Alo alo. Mọi người đâu hết rồi nhỉ? Ok, cô có đang nói với mình không? Ok, được rồi. Sao cô không thấy bạn nào vào thêm cái quiz này nữa thế? Ok. Vẫn nghe thấy bình thường. Ai khóa chat á? Ok, con học rồi. Con ạ, con ạ là con chưa học hay là con có học rồi? Ok, ok. Rồi thì cô sẽ start luôn nhé. Con có thể vào sau được, ok. Có gì thầy Vương mà bạn nào chưa vào được thì thầy hỗ trợ các bạn nhé. Bây giờ cô sẽ start cái này luôn được không? Ok. Rồi, present continuous là thì hiện tại tiếp diễn nha. Khi nào mình dùng thì hiện tại tiếp diễn? Đầu tiên chúng ta sẽ sẽ đến cái form của nó là to be cộng up in. Đúng chưa nào? Còn nếu như mà là câu phủ định thì sẽ là to be cộng not cộng up in. Có vậy thôi. Bạn nào có thể cho cô một ví dụ không? Đầu tiên để nói về những sự việc đang xảy ra ngay bây giờ. Bạn nào giúp cô một ví dụ nào? Bạn Bùi Mai Mai, hộ cô với. Bạn như the children are swimming in the pool now. Hoặc là the businessman is talking with his client at the moment. Ok. Bạn Bùi Mai Mai đâu? Con ở mic mình ấy. Có thể cho cô một ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn đang nói về sự việc đang xảy ra ngay bây giờ được không? Cô chờ con mấy phút để con thi toán. Ô Mai Mai đâu rồi? Alo, alo. Có bạn nào nghe thấy cô không? Em thưa cô là listen but is singing. Cái gì nhỉ? Con đặt giúp cô một ví dụ về thì hiện tại tiếp diễn. Ok, ok, ok. Ừ. Ok. We are learning English now. We are learning English now. Ok, thank you. Rất là chuẩn. Đúng rồi, we are learning English now. Ok. Đó là chức năng số 1 là nói về những sự việc xảy ra ngay bây giờ tại thời điểm nói. Cái tiếp theo là gì? To describe temporary action. Miêu tả một hành động tạm thời thôi. I am using my iPad. Tôi đang dùng iPad, nhưng có thể lát nữa tôi không dùng nữa. Ok, Daisy is learning Spanish for her vacation. Bạn Daisy, bạn ấy đang học tiếng Tây Ban Nha để bạn ấy đi du lịch. Có thể bạn đi du lịch xong bạn sẽ không học nữa. Ok, rồi. Cái này thì các con có thể dùng vào những trường hợp như vậy. Tiếp theo chúng ta có kể về những hoạt động đang xảy ra. Ok, không bắt buộc phải tại thời điểm nói đâu nhé, mà là có thể là xảy ra trong một thời gian dài. Nancy is studying hard to get a degree. Hoặc là Jane is saving money for her trip to Italy. Ok, bạn Jane bạn có thể tiết kiệm tiền vài tháng, nhưng mình vẫn có thể sử dụng thì hiện tại tiếp diễn được nha. Ok, một hành động xảy ra dần dần theo thời gian. Ok, trời đang càng ngày càng lạnh chẳng hạn. It is getting colder and colder. Hoặc là she is getting older and older. Cô ấy đang dần già đi, hoặc trời đang dần lạnh hơn, đúng không nào? Ok. Những cái từ mà mình sẽ dùng ở thì hiện tại tiếp diễn là now, at present, currently, at the moment, hoặc là at this time. Ok, tất cả những từ này là dấu hiệu nhận biết của thì hiện tại tiếp diễn nha. Nó đều có nghĩa là bây giờ. Rồi, các con đã sẵn sàng đến quiz chưa? Sẵn sàng chưa? Connect nha. Các con hãy để ý vào màn hình của mình. Màn hình của các con ấy. Không phải màn hình mà cô đang share đâu. Sẵn sàng. Điền. Okay. Chúng ta có 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. I'm sure. Có được bạn nào làm được bài nhỉ? Để cô xem nào. Leaderboard. Ok, let's look. Cristiano Ronaldo. Không có bạn nào làm đúng hả? Oh no, các con đã điền gì vào đây vậy? Các con đã Nancy vào đây vậy? Câu đó đáp án đúng của chúng ta là Is your dad working at the moment? Ôi trời ơi, có đúng không nào? Có đúng không nào? Restart nha. Điền lại để khi nào đúng thôi. Chỉ cần điền cái đoạn đấy thôi con ạ. Em nào đúng hết thời gian. Viết nhanh, cũng phải viết nhanh. Ok, cô sẽ đợi các bạn làm hết. Hình như lần này chúng ta sẽ không tính thời gian nữa. Is your dad working at the moment? Để xem nào. Ôi trời, để cô xem đáp án cho các bạn đây này. Bạn Zoro điền cái gì đấy? Ok, are your dad working bạn nào? Bạn The Dad lại điền là are your dad working à? Your dad là một người, làm sao mà dùng are được, đúng không? Ok, rồi. Nghe nha. Tiếp nghe. Ok. Bùi Mai Mai. Ok, được rồi. Bài sau chúng ta sẽ phải phục thù được không? Để không kịp. Ok, Lucy đang học tiếng Pháp. Cái này là cô hồi hộp quá. Không biết kịp à? Thì cô sẽ không để timer nữa, các con cứ viết đi. Ok. 15 giây không viết kịp đúng không? Thế thì cô tắt timer rồi, các con hãy viết bình thường. Lucy đang học tiếng Pháp. Cô ấy sẽ hoàn thành khóa học sớm thôi. Xong chưa? Vẫn bóc 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 bóc. Một vài bạn cô thấy chưa viết đâu nè. Đức Minh viết chưa con? Đức không nêm. Lê Hoàng Hải Đăng, con đã có đáp án chưa? Thành An này, Zoro, Lina. Ok, cô sẽ end question ở đây nha. Leaderboard. Ok. Chúng ta có 12 bạn trả lời đúng và 16 bạn trả lời sai. Ôi trời ơi, vì sao lại thế? Các con đã làm sai như thế nào vậy? Các con đã làm sai như thế nào vậy? Is studying. Chúng ta sẽ không biến đổi gì cả mà chúng ta sẽ thêm ing luôn đúng không nào? Is studying. Is study là sai bởi vì công thức của chúng ta là to be cộng với be, đúng không? Rồi, có thấy hầu hết các bạn làm đúng này. Study. Studying là gì? Is studying là đáp án chính xác. Ok. Rồi. Có bạn viết cả câu ra. Nhưng mà các con chỉ cần điền là cái động từ là được rồi nhé. Next slide. Okay, ready for the next one. Cô vẫn để timer để các con phải làm nhanh hơn. Okay, let's see the leaderboard. Ronaldo rất giỏi. Bùi Mai Mai, ok. Wow. Lần này có 24 bạn thôi nhưng mà hầu hết là chúng ta đã trả lời đúng rồi. Ở trường hợp này take kết thúc bằng chữ e đúng không nào? Và mình sẽ phải biến đổi nó, phải bỏ chữ e đi và thay nó vào ing. Ok, như vậy mới đúng nha. Cô xem nào. Is taking đúng rồi. Bỏ chữ e hay bằng in. Có bạn bị Việt Ki này. Trời ơi, ý cách là gì? Ok, next one. Nhanh nhất các con nhé. kịp không? Thôi sẽ không để timer nữa. Không để timer nữa nha, cứ làm đi. Đây là một câu hỏi, đúng không? Giống như kiểu câu hỏi là mình hay hỏi mọi người là what are you doing? Cậu làm gì thế? Thì đây là trường hợp là vì sao cậu lại cười thế? Đúng không nào? What are you doing? Thì đây sẽ là why gì 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 like that. Hey, mới có 27 bạn làm thôi. Cô vẫn đang đợi các bạn khác. Đức An làm gì đấy con? Ok. Đợi 30 bạn thì cô sẽ out nha. Ok, cô ok 30 rồi. Bùm. Look at the leaderboard. Sao có vài bạn trả lời đúng thế này? 30 bạn có 16 bạn trả lời sai, 14 bạn trả lời đúng. Sao? Các con sai ở đâu vậy? Các con sai ở đâu vậy? You are laughing. Đây là câu hỏi mà thì chúng ta sẽ phải đảo to be lên đầu đúng không nào? Và to be sẽ đặt sau từ để hỏi why kia. Why are you laughing? Why are you laughing? Là câu trả lời đúng nha. Why are you laughing? Giống như câu what are you doing? Đúng không nào? Câu đấy mình nói quen mồm rồi. Cái câu này mình cũng phải áp dụng đúng như vậy nha. Next one. Vẫn còn nhiều lắm. Vẫn còn nhiều bài nữa. Con làm phục thù đó. Câu này cô sẽ không bỏ timer nữa. Nó rất là ngắn. Ui, làm không kịp, các con làm không kịp luôn. Amy có thể ăn món tráng miệng bây giờ do là cô ấy đang không ăn kiêng nữa. Từ đây ở đây nó cũng là một danh nó vừa là danh từ và động từ đấy, trong trường này nó là động từ ăn kiêng. Đây là chế độ ăn hoặc có nghĩa là ăn kiêng. 29 bạn rồi. 30 bạn chưa? Bạn Đức không nêm là bạn nào? Lâm Bảo à? Jack này. Bạn nào đó có hình mặt kiểu cười cười. Lina con làm chưa? Lê Hoàng Hải Đăng. Thành An. Thành An con vào nhưng con chưa làm được hay sao ấy nhỉ? Mr. Cheese. Ronaldo không làm à con? Bùi Mai Mai. Zoro, mai con làm đi, không là con bị tụt hạng giờ. Ok, con sẵn sàng cho cô end question ở đây nha. Ok. What happened? Ta không thấy có cái thay đổi gì ở bảng xếp hạng ấy nhỉ? What? Cái gì thế này? It's not dieting. Not đặt giữa to be và verb in còn gì. Xem nào. Isn't, ôi giời, isn't viết chữ M không phải chữ N, trời ơi. Oh, it's not dieting. Isn't dieting. Ok. It's not dying. Đấy không phải là từ chết đâu con ơi. Đây là từ diet. Nghĩa là ăn kiêng nhá. Isn't dieting. Is not dieting. Hoặc là isn't cũng được. Isn't cũng đúng. Nếu mà bị đánh sai thì cô xin lỗi nhé. Nhưng mà isn't phải có phẩy T ở trên nè. Ok, not dieting sai. Viết cắp lốc nhưng mà sai con ơi. It's not dieting. Ok. Rồi, tiếp. Currently. Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại. Tiếp diễn đúng nào? Cô kiểu để quả bom nó đến 1 giây là cô sẽ tắt nó ấy. Rồi, câu này có sợ nhiều bạn sẽ hơi bị lừa đây. Con để ý là prices là danh từ số ít hay danh từ số nhiều? Không biết có nhiều bạn điền là ít không đây. Oh no, Lê Bùi Đức An à? Thấy chưa? Mình sai rồi. Prices đây nè. Trời ơi. Wow. Để xem bao nhiêu bạn toang nhá. Ok. Được chưa cô ấy rồi. Có 3 dấu gạch dưới. Cô. Ok. R nhưng mà A thì cũng đúng đấy, nhưng mà rising con sẽ biến đổi như thế nào thì đấy cũng là một cái để mình phải cân nhắc đúng không? End question ở đây nhá. Chúng ta sẽ check leaderboard nha. Boom. Gì đang xảy ra đấy? Vẫn là bạn Ronaldo đứng ở đầu tiên. 23 thôi là lời sai. Trời ơi. Rồi cô xem các bạn ghi trong chat toàn các bạn. Gì đây? Lâm Bảo là bạn nào? Sao lại biết như thế này? Rising. Gạo đâu hả con ơi? Rising. Minh Anh đúng này. Bạn student là bạn nào cũng không biết đâu nha. Is rising là sai rồi. Rất chia buồn bạn Thủy Tiên. Chia buồn với The Jan. Mr. Cheese. Huy Trường chúc mừng con. Rising. Chúng ta có chữ E ở cuối. Chúng ta phải bỏ E đi và thay bằng Y ngắn và thêm NG. Thành rising. Chủ ngữ là prices of food are rising because of inflation. Ok, nhiều bạn bị lừa câu này quá. Có bạn còn bị typo này, bị đánh sai nè. Are not rising. Rồi, tiếp theo. Cô cho làm lại đi. Nếu còn thời gian cô sẽ làm lại. Câu này... Cô sẽ không tắt bom đâu nhá. Con phải làm nhanh lên. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Không tắt bom. Bảo không tắt là không tắt. Rất tốt. Để xem nào. I am revising. Đúng rồi. Đúng rồi, nhưng lại biến đổi giống như từ rise. Revising. Sẽ có not ở đây vậy. Cô khẳng định mà con. I am revising for the exam tomorrow. Bạn Thủy Tiên lúc đầu máy lát với con không trả lời được. Được rồi. Còn nữa không nhỉ? Vẫn còn. Còn 2 câu nữa cơ mà. Được rồi. Khi nào đến còn 1 giây cô sẽ rực bom. Không đánh mấy kịp khổ thân. Cố lên. Câu hỏi nhá, câu hỏi đừng để đừng để bị sai câu hỏi nhá. Andy cô. Chưa, đợi các bạn làm nốt một tẹo nữa. Khi nào đủ 35 bạn thì cô ao. Thì cô en. Tại có 48 bạn. Bạn phải làm nhanh lên. Cô en rồi. Toang Hoài à. Bạn Toang Hoài là bạn tên là gì thế? Cô ơi sao cô lại bấm bom? Cô dừng bom không phải cô bấm bom đâu. Cô dừng cho con làm tiếp đấy. Nếu không thì hết 20 giây là con là phải nộp bài rồi. Con vật Việt kia. Vật Việt kia thì con phải đánh nó 2 lần thì nó mới không bị lỗi rồi con ạ. Ok, cô dừng nhá. Ok chưa? Cô dừng đây này. Vẫn là bạn Ronaldo đứng đầu. Ok. Để xem lại cái... Đâu nhỉ? Ok. Is she cooking? Ok. Để cố xem bạn nào làm sai lần này nè. Trời ơi, sao lại sai nhiều như vậy? Sai hơi bị nhiều đấy nhớ. Is she cooking là đúng. Is she cooking? Rồi, chúc mừng Biên Dung, Lê Hùng. Is she cooking? Nào, để cô xem các lỗi sai con gặp phải là gì? Cook con là sao? Con ơi. Cooking là toàn để việc khi thôi. Is she cooking? Are she cooking? Trời ơi, she is chứ không phải she are nha. She is cooking. Không nhân đôi ca đâu. Mình thêm ing luôn. Is she cooking? Ok. Is she cooking là một câu hỏi. Next slide. Câu cuối cùng ấy. Câu cuối cùng ấy. Nhà con là hơi không thấy thế. Cô mute lại nhá. Đỡ phải nghe nhạc. Con có thể tắt đi cũng được. Dễ mute cái slide này. Nó đỡ phải nghe tiếng tích tắc. Cô cũng thấy hơi lo sợ, tim đập rất nhanh. Rồi, cô sẽ dừng cái bom này để cho con làm nhá. Nổ đi. Cô phá bom rồi, không nổ được. Wants to be the winner. Hú hồn chứ. Được rồi. Thế thì cô sẽ, sau khi các con làm xong câu này, cô sẽ replay nó lại lần nữa. Lần này cô sẽ không dùng bom các con nữa, bởi vì các con đã biết hết các bạn rồi. Các con chỉ cần ghi lại thôi nha. Rồi thì cô sẽ end the question ở đây. 30 bạn rồi, 31. End nhá. End chưa? Ok, end nha. Để xem là lượt đầu tiên bạn nào đúng nhất nào. Wow, wow, wow. Ok, Ronaldo. Bạn Cristiano Ronaldo, sao bạn làm nhanh đấy? Con làm rất là nhanh luôn á. Con làm rất là nhanh. Ui, vẫn 14 bạn sai. Trời ơi. Chúng ta sẽ điền là gì? He is not crying. Đúng chưa? He is not crying. He is not crying. Ok, he isn't crying. Không cần ghi lại he đâu con. He đã có sẵn rồi, không phải ghi lại. Ghi lại là sai á. Crying không phải biến đổi gì cả. Thêm ing luôn nha. Ok. No. Bây giờ cô sẽ trở lại. Làm sao để replay nhỉ? Replay được không nhỉ? Ok. Làm sao để restart? Cô sẽ lôi lại trang này. Mong là sao mình dừng nhỏ. Chào cô nha, chào cô nha. Cô lần đầu tiên cô làm này cô không biết. Cô đã tìm hiểu. Next slide and the lesson. Top scorer nhá. Xem check phát. Ok, Lê Hùng. Minh gì nhỉ? Minh gì? Lê Hùng Minh Quân. Nghĩa, Hữu, Đức An. Rất tốt nè. Huy Trường, Ronaldo, Mr. Cheese, Tina, Nguyên Dung và The Giàn. Ok, restart nha. Vào lại giúp cô. Những bạn nào có sẵn trong này rồi thì sẽ vào auto. Còn những bạn nào chưa vào được thì chúng ta sẽ vào joinmyquiz.com và enter code là 432215. Bạn nào vâng nhiều thế. Chơi lại thôi. Nào chơi lại thôi này. Lần sau chơi lúc bờ lúc két á. Cô chưa tìm hiểu cái đấy. Được rồi. Để lần sau cô sẽ xem sao nha. Nó có hay hơn cái này không con? Bạn Dũng cho cô biết đấy. Thầy Vương hỗ trợ các bạn vào cái này nha. Để chúng ta làm lại một lần nữa. Ôi, lần này cô không phá bom đâu, sẽ chỉ có 20 giây để điền thôi. Các con biết hết đáp án rồi, chỉ cần điền bạn nào nhanh thôi. Ok, sẵn sàng chưa? Bắt đầu chưa? Sao không có 27 bạn thế này? Con là Mr. Master à? Bạn nào là Mr. Master vậy? Ok, được chưa các con ơi? Cô sẽ cho full màn hình luôn, cho nó xịn sò. Chờ cô một chút nhé, cô biết là đã quá giờ học rồi nhưng mà chúng ta chỉ cần chơi nốt trò này để xem chúng ta leaderboard là ai sẽ đứng nhất ngày hôm nay đây. 28 bạn nữa, con vào đi nào, con vào đi, các con vào đi. Con vào không kịp cô start đây này, cô start đây này. Nào join my quiz.com, code là 432215. Ra nha, ra nha, ra nha. Có lên, nốt à, 35 cô start. Ok chưa? Đợi đến 35 đến bao giờ đây? Bắt đầu đây. Không vào kịp đáng chịu nhá. Không có tắt bom đâu, không phá bom lần này đâu. Nếu bạn nào còn để Việt thi thì càng phải chú ý hơn nhá. Boom. Chúc mừng tôm nào của chúng ta. Hidan, The Dan đúng không? Trần Vinh Anh này. Ok. Cô sẽ không check cái này nữa. Bởi các con đã biết. Next one. Chính xác và tốc độ nha. Luôn. Con vẫn không vào được, bạn Tú vẫn chưa vào được. Là được gần hết rồi này. Ok. Rồi, đã có sự thay đổi về bảng xếp hạng. Ok, rất tốt, rất tốt. Next one. Ok, bạn The Dan vẫn đứng thứ nhất hả? Ok, rồi lần này rất là tốt, 28 bạn trả lời đúng, chúc mừng 28 bạn. Next one. Nào để Việt Ki phải chính xác chứ, đừng để đánh sai lần này nữa nha. One. Time's up. Let's look at the leaderboard. Ok. Rồi, chúc mừng các bạn vừa thăng hạng nha. Các bạn nào mà tụt hạng thì phải cố gắng ở những câu tiếp theo. Đừng để bị lừa câu này nữa nhé. Yes. Okay, time's up. Time is up. Okay, có một vài bạn giữ nguyên hạng, một vài bạn có tăng hạng. Ôi, sao lại có 7 bạn, có tận 7 bạn sai không? Chúng ta còn thấy câu 14. Câu 14. Go. Câu này có vẻ có một vài bạn vẫn chưa kịp trả lời này. Ui, thứ hạng vẫn vậy đấy, thứ hạng vẫn như vậy, thứ hạng vẫn như vậy. Là chúng ta phải làm thế nào để bứt phá đây? Right. One. Over. Let's look at soft light. Ôi, không có sự thay đổi luôn á. Không có sự thay đổi luôn. Wow. Còn một câu nữa thôi các con ơi. Còn một câu cuối cùng. Đây là câu cuối cùng. Fast. Very fast. Right, great job everyone. Okay, and time is up. Let's look at the leaderboard. Still the same. Okay, được rồi. Rồi, chúng ta sẽ xem. Nhìn chung chúng ta có bạn nào đứng đầu này. The Jam. Wow, rất là tốt, rất là giỏi. Tiếp theo là bạn Cristiano Ronaldo, cô vẫn chưa biết tên của hai bạn này. Bạn student có 3 bạn ở top 3, cô không biết tên thật. Trời ơi, vì sao? Tiếp theo có bạn Đức An thứ tư rất là tốt. Minh Quân đứng thứ 2, cô nhớ là thứ 2 lần trước đúng không nào? Hôm nay thì lần này, lần thứ 2 thì giảm xuống top 5. Nhưng mà vẫn trong top 5, vẫn rất là tốt. Theo ta có Biên Dung, Minh Anh, Huy Trường, Hữu Nghĩa. À, Lê Hùng, ôi Tina ơi, sao con lại tuột khỏi top 10 thế? Trời ơi, rồi. Con có thích trò này không? Các con thích trò này không? Con thích trò này không? Đợt sau cô cho chơi tiếp nhé. Ok, được rồi. Cô dậy hơi quá giờ một tẹo rồi. Mai con đi học chứ đúng không nào? Ok, cảm ơn con đã tham gia với cô ngày hôm nay nha. Con thấy vui không? Ok, cô sẽ cho điểm cho con ở trên class dojo sau nha. Ok, goodbye, see you next week. Okay, see you next week. Goodbye, good night. Bye. Bye. Không thể tự mở mic của mình lên. Bye. Bye, teacher. Goodbye, teacher. See you, teacher. Hope you have fun. Bye, teacher. Sao con? Cô ơi. Con bảo của cái link của cô vào kiểu gì vậy? Của cái link của cô vào kiểu gì hả? Con chỉ cần mở một tab này hoặc là mở vào cái join, vào cái link join my quiz, xong đấy nhập code vào là được. Ủa sao của con không vào được? Cô không biết sao các bạn vào được. Con phải xem lại máy của con xem sao nhá, cho cô bị chặn gì không nhá. Ok, lần sau cứ ra mấy cái game lằng nhằng nữa. Không, con lằng nhằng đâu, mình đang học online thế. Ok, chào con nha, đi ngủ sớm mai đi học nha. Bye teacher. Bye bye. Thank you for joining me. Ok, thì Vương tắt giúp cô nha.